Xin chào mọi người nhé. Thì hôm qua Duy Anh mới giới thiệu với các bác anh chị em và các bạn một cái mặt hoa, một trong những cái dòng mới của vũ nữ, đó là mèo lửa. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu thêm một cái mặt hoa nữa. Đây cũng là một trong những mặt hoa mới. Nó có tên là phụ nữ Samba. Thực ra nói là mới nhưng mà nó cũng có mặt ở Việt Nam cũng mấy năm rồi. Do trước đây là cái người mà chơi lan thì ít mà người kinh doanh lan thì nhiều. Cái giai đoạn đó thì người ta chủ yếu tập trung vào các cái dòng lan có thể người ta hy vọng là mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Nên là những dòng lan này thì nó về Việt Nam rất là ít. Lác đác cứ ở đâu đó được một số lượng rất là nhỏ thôi. Và cái người mua sưu tầm nó cũng ít bởi vì lúc người ta chưa để ý đến việc chơi mấy. Thì sau 2 năm Covid rồi bây giờ thì nó mới trở lại. Thì hiện bây giờ các cái giống hoa này chúng ta vẫn cứ xác định là giống hoa mới. Dòng hoa Samba này hoa nó màu sắc nó rất là tươi tắn. Nói chung là đẹp. Chỉ có một cái điều là nó cũng giống như các cái dòng mà Duy Anh đã giới thiệu ấy, nó rất nhỏ, một chậu nó chỉ có từ hai thân thôi, khoảng hai thân thôi, thi thoảng mới có một chậu ba thân, mà thân nó cũng nhỏ. Thì và giá của mỗi chậu như thế này thì cũng không hề rẻ. Tất nhiên so với những các cái loại khác thì không nói, nhưng so với vũ nữ thì nó không rẻ bởi vì có những chậu vũ nữ rất là to thì cũng chỉ có hơn một trăm mấy đến 200.000 thôi, nhưng mà riêng cái chậu nhỏ nhỏ thế này thì bây giờ cũng bán 150, 160, có nơi thì cũng bán 130, 140. Thì đội chỗ Duy Anh là bán 135.000 chưa bao gồm phí ship. Thì hiện bây giờ mèo lửa này này, mèo lửa thì nó cây cũng còn bé và hầu hết là chưa có nụ. Bé là cái giống vũ nữ nó thế thôi. Đấy, nó cũng tương tương đối như nhau. Chậu thì cũng chỉ 2 đến 3 thân. Nhưng mà nếu mà mèo lửa này thì nó nụ nó mới có tí tí khoảng tầm 1 cm ở trong cái bẹ lá này này. Cái này khoảng tầm 7 đến 10 ngày nữa nó sẽ nhô lên cao thì lúc đó bắt đầu bán. Còn hiện bây giờ cái Samba này này cũng lên lựa được 4 5 chậu gì đó có nụ và nụ to. Như cây này bây giờ ai mà sưu tầm về là đẹp nhất. Gửi đến nơi thì trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày nữa là nó sẽ nở. Đấy, nhưng cái bông mà nụ thế này là sắp nở đây. Ngoài các cái dòng này thì Duy Anh còn rất là nhiều cái dòng khác nữa. Thì bây giờ giới thiệu sơ sơ để mọi người biết thêm một chút nhé. Còn hôm sau nó nở hoa thì sẽ giới thiệu tiếp. Thì hiện bây giờ cái phụ nữ AK Baby này. AK Baby thì thân nó khá là lớn. Nó cũng dòng thuộc như kiểu là gần bằng sô-cô-la đấy. Thân to. Hiện bây giờ là cái vòi hoa nó đã khá là dài rồi. Một chậu như thế này thì cũng bán 135.000 thôi. AK Baby thì mặt hoa tôi đang còn gắn ở trên màn hình đó. Đính kèm để cho mọi người theo dõi. Hoa nó rất là đẹp. Cũng 135.000 nhé. Có vòi hoa. Cái dòng này hoa đẹp và rất thơm. Ai chơi vũ nữ thì chúng ta có một cái tổng hợp là thế này này, đối với tất cả các cái dòng mèo là nó không thơm. Hoa đẹp nhưng không thơm. Còn dòng mà baby á, sô cô la baby hay là AK baby hay là cái gì gì baby đều rất thơm. Như chậu này thì cũng chỉ có hai thân. Ba thân nhưng một thân nhỏ chứ này. Nhưng mà dòng này nó phát triển mạnh. Đẻ cũng khỏe.
những cây như là mèo lửa này, Samba này, AK Baby, thì bên dưới anh đã đều bán là 135.000 cả. Tất nhiên phải chờ nó, ai thích chờ có vòi thì sẽ chờ ra vòi rồi sẽ bán cho mọi người. Còn ngoài ra đang còn có mèo đỏ nữa nhé. Mèo đỏ nó cũng 2 đến 3 thân, thường là 2 thân thôi, còn một thân nó rất là nhỏ thì không tính. Mèo đỏ này hiện bây giờ chưa có nụ, có một số cây nụ tí tí ở trong này thì. Rồi có một dòng nữa, dòng này thì lại càng chưa có nụ luôn. Hôm trước có hoa bói rồi nhưng mà lại cái giai đoạn đó cây đang nhỏ quá chưa giới thiệu. Cái dòng này dòng năm mới và là màu đỏ, màu hoa nó màu đỏ. Năm mới thì nó có là năm mới đỏ, năm mới cam, rồi năm mới một số cái màu khác nữa. Nhưng cái này là màu đỏ rất là đẹp. Giới thiệu sơ để mọi người cứ nắm được sau này chúng ta cần cái gì thì cứ sưu tầm. Với nhà Duy Anh hiện bây giờ có trên 30, khoảng 30 dòng vũ nữ. Có một loại bây giờ đang khá là đắt mà ít người biết đến này. Đó là vũ nữ mai rùa. Vũ nữ mai rùa thì tôi sẽ đính mặt hoa cho mọi người xem. Hoa nó đợt trước nở được có một cái hoa bói được có hai bông thôi, nó không đẹp nên là không quay. Và lần này nó tiếp tục chuẩn bị ra một cái vòi bông đây. Vũ nữ mai rùa này rất là hay. Cái hoa của nó thì Duy Anh đã đính kèm trên màn hình để mọi người biết. Chủ yếu màu là màu vàng là chủ đạo. Hoa của nó tròn bầu bĩnh. Thân của cây này nó tròn tròn bẹp bẹp, rất là bóng và cứng. Cái lá của nó thì là vừa giống hồ điệp lại vừa giống cát lai da. Và nó thiên về giống hồ điệp thì nhiều hơn. Nhưng cái lá của nó rất là khỏe, cứng cực kỳ luôn. Cứng như lá nhựa. Dòng này ít bị bệnh. Nhưng mà có một điều là nó phát triển hơi chậm là một này. Hai là giá đắt. Thì thường là những cái gì mà nó phát triển chậm thì cái số lượng nó nhân ra ít thì nó sẽ đắt. Dòng này có nơi người ta bán hơn 400.000 một chậu như thế này. Còn đa số bây giờ nó nằm tầm khoảng tầm gần trên dưới 300.000 một tí. Nhưng mà ai mua thì nếu như mà muốn sưu tầm thì cứ hỏi riêng. Thì tôi sẽ bán giá mềm mềm hơn một chút. Mạng nói luôn, có thể nói luôn là khoảng 280. Nếu ai có muốn sưu tầm thì chúng ta liên hệ. Số điện thoại thì tôi đăng ở tiêu đề cũng của bài cũng như là có kèm ở trên màn hình đó, thì mọi người cứ kết bạn Zalo sau chúng ta là tiện để giới thiệu hơn, chụp hình ảnh cũng như là giới thiệu về đặc điểm khi cây mọi người muốn mua. Tôi đang còn suy nghĩ là và dự kiến là sang năm khả năng là cái phong trào chơi vũ nữ là mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ người ta biết đến vũ nữ nó dễ trồng. Nó đẻ cũng khá là mạnh. Hoa thì đẹp nhiều lần trong năm. Nở thì một lần nó cũng lâu tàn. Rồi rất nhiều mặt hoa nó cũng phong phú. Rồi cũng nhiều loại hoa có hương thơm mạnh nữa. Thì cái phong trào chơi vũ nữ mạnh thì các cái nhà vườn người ta đầu tư trồng cũng sẽ nhiều. Và tôi dự báo là giá nó sẽ giảm xuống một chút. Ví dụ như năm nay 150 thì sang năm có khả năng 135 hoặc 140. Tuy nhiên nếu như theo tôi á, nếu chúng ta chờ đến khi rẻ hơn một chút để mua thì thành ra lại đắt. Bởi vì năm nay nếu chúng ta có điều kiện chúng ta mua một chậu nhỏ như thế này thì sang năm chính cái chậu của chúng ta nó sẽ đẻ ra gấp đôi hoặc gấp ba lần từng này. Và chúng ta lại được chơi sớm. Chứ còn chờ sang năm nó chỉ giảm xuống khoảng 10.000 thôi.
Nhưng mà mọi người cứ so sánh một phép kinh tế như thế, bây giờ chúng ta vừa được chơi này, sang năm nó đẻ một cây này, nó đẻ ra mấy cây nữa, thì bên nào lợi hơn. Do đó là nếu như mà ai muốn chơi thì theo tôi vẫn có điều kiện thì nên sưu tầm càng sớm càng tốt, để mấy hôm nữa các cái loại hoa khác nó nở thì tôi sẽ tiếp tục để giới thiệu đến mọi người. Tối hôm nay thì xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bác anh chị em và các bạn đã theo dõi. Xin chào mọi người và rất mong gặp lại.